Sáng ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung và 14 bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh. Ông Nguyễn Đức Trung bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thứ tư cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải ra hầu tòa. 14 người khác bị xét xử về 4 tội, buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, việc trồng mới thay thế bổ sung cây xanh ở Hà Nội được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019. Dù đã phân công một phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực này, ông Nguyễn Đức Chung vẫn trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt toàn diện công tác trồng mới, chăm sóc, các tỉa cây xanh. Tháng 2 năm 2016, ông Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận huyện và thu gọn đầu mối về sở xây dựng thực hiện. Ông chỉ đạo các sở ngành xây dựng tiêu chí tổ chức đấu thầu công tác trồng cây xanh. Tuy nhiên sau các cuộc họp, cựu chủ tịch Nguyễn Đức Trung lại chỉ đạo miệng áp đặt buộc ông Lê Văn Dục khi đó là giám đốc sở xây dựng phải giao các lãnh đạo, nhân viên đặt hàng từ công ty Sinh Thái Xanh. Trước đó tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra còn xác định khi được ông Trung gọi về Hà Nội tham gia trồng cây xanh, Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng. Giám đốc của công ty là Bùi Văn Mận được xác định có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung. Ngoài Mận, Ông Trung còn bị xác định có quan hệ thân thiết với bị can Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, công ty cây xanh, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Từ đây ông Trung chỉ đạo miệng áp đặt cho sở xây dựng phải áp dụng hình thức đặt hàng với hai công ty này. Kết quả điều tra xác định, ban Duy Tu đã đặt hàng công ty cây xanh 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỷ đồng, công ty sinh thái xanh 6 hợp đồng hơn 43 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện hợp đồng, các bị can đã bắt tay nâng khống giá cây xanh, hợp thức hóa hồ sơ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Theo cơ quan truy tố, những công ty này có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Trung. Từ sự hậu thuẫn của ông Trung, các công ty này đã hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.